Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Sau khi dùng bữa với các môn đệ tại biển hồ Tiberia, Đức Giêsu phục sinh hỏi ông Simon Phêrô: Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến thầy hơn các anh em này không? Ông đáp: Thưa thầy, có. Thầy biết con thương mến thầy. Đức Giêsu nói với ông: Hãy chăm sóc chiên con của thầy. Người lại hỏi: Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến thầy không? Ông đáp: Thưa thầy, có. Thầy biết con thương mến thầy. Người nói: Hãy chăn dắt chiên của thầy. Người hỏi lần thứ ba: Này anh Simon, con ông Gioan, anh có thương mến thầy không? Ông Phêrô buồn vì người hỏi tới ba lần: Anh có thương mến thầy không? Ông đáp: Thưa thầy, thầy biết rõ mọi sự. Thầy biết con thương mến thầy. Đức Giêsu bảo: Hãy chăm sóc chiên của thầy. Thật thầy bảo thật cho anh biết, lúc còn trẻ anh tự mình thắt lưng lấy và đi đâu tùy ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải giang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn. Người nói vậy có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi người bảo ông: Hãy theo thầy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta nghe bài tin mừng Thánh Gioan rất quen thuộc này. Chúa Giêsu hỏi về lòng yêu mến của ông Phêrô. Thì tin mừng ngày hôm nay có những điều cho chúng ta để ý, thế nhưng nó lại không hiện hiện ở trong những cái lời của bài tin mừng này mà chúng ta có thể suy ra và thấy được. Thứ nhất đó là việc Chúa Giêsu hỏi ông Phêrô, thì chúng ta nhớ lại trong cái bữa tiệc ly, khi Chúa Giêsu cũng nói và loan báo về cuộc vượt qua của mình, thì chúng ta thấy ông Phêrô rất là nhiệt tình. Thưa thầy, mọi người có bỏ thầy đi chăng nữa thì con cũng quyết không bỏ thầy. Và chúng ta thấy kết cục ông đã chối thầy. Ngày hôm nay khi Chúa thực hiện những cuộc chất vấn này đối với Phêrô, chúng ta thấy một điều rất quảng đại, bao dung ở nơi Thiên Chúa. Đó là Ngài đã cho Phêrô một cái cơ hội khác ở trong đời sống của mình. Chúa Giêsu cho Phêrô một cái cơ hội khác để ông có thể thể hiện bản thân ông và thể hiện cái lòng yêu mến của ông đối với Chúa. Chắc chắn điều này chúng ta cũng thấy và cảm nghiệm rất nhiều ở trong đời sống đức tin của mình. Thiên Chúa cho chúng ta rất là nhiều cơ hội. Thế nhưng con người chúng ta vẫn thích sống với cái tự do của mình, sống với những cái suy nghĩ và ý riêng của chúng ta. Nhiều khi chúng ta thấy Thiên Chúa bó buộc mình quá, nên mình thích sống theo bản thân mình nhiều hơn. Và cứ như vậy Thiên Chúa lại tiếp tục hết lần này đến lần khác, tiếp tục cho chúng ta những cơ hội để chúng ta thể hiện lòng yêu mến, thể hiện cái vai trò chứng tá của chúng ta ở giữa trần gian này. Chúng ta xin ơn Chúa giúp chúng ta để chúng ta có thể luôn luôn lắng nghe được ý Chúa và thực thi ý Chúa trong đời sống của mình. Cái điều thứ hai mà chúng ta có thể thấy được ở trong cái cuộc chất vấn giữa Chúa Giêsu và ông Phêrô, thì Chúa Giêsu hỏi ông Phêrô: Phêrô, anh có yêu mến thầy hơn các anh em này không? Hãy chăm sóc đoàn chiên con của thầy. Kính thưa cộng đoàn, Chúa Giêsu
không ngớt ở trong đời sống của mình, từ lúc trong thân phận làm người ở với các môn đệ rao giảng cho mọi người tín hữu, và sau khi chết sống lại phục sinh, thì chúng ta thấy một cái câu hỏi duy nhất, đó là Chúa Giêsu luôn luôn chất vấn chúng ta về tình yêu của chúng con người chúng ta đối với Thiên Chúa. Và ngày hôm nay chúng ta thấy Phêrô cũng được chất vấn như vậy. Thực ra yêu mến Chúa thì chúng ta có thể nói bao nhiêu cũng được, chúng ta có thể nói lớn lao và nhiều mấy cũng được, nhưng lòng yêu mến mà Chúa Giêsu đòi Thánh Phêrô thể hiện ở đây, đó chính là bằng cả con người của ông. Chúng ta có thể thấy rất rõ điều này nơi các tông đồ, và cụ thể là hai tông đồ là cột trụ của giáo hội, đó là Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, là hai cột trụ của giáo hội. Hôm nay ông Phêrô rất là bực mình khi mà Chúa hỏi ông đến 3 lần có yêu mến thầy không. Thế nhưng Phêrô hơn ai hết trong chúng ta đã cảm nhận được cái sự yếu đuối của bản thân. Sau cái lần chối Chúa thì ông ta vẫn nhẫn nhịn, vẫn khiêm tốn để đáp lời với Chúa Giêsu: thưa thầy, thầy biết con rất yêu mến thầy, rất mến thương thầy. Và đây chính là điều mà Chúa Giêsu mong muốn, để mà Phêrô có thể thể hiện cái lòng yêu mến ấy không chỉ nơi Chúa, nhưng mà nơi anh em của mình, nơi anh chị em của mình, nơi đoàn chiên của Chúa. Và Chúa đã trao phó cho Phêrô cái sứ mạng, đó là hãy chăm sóc đoàn chiên của Chúa, là vị giáo hoàng đầu tiên ở giáo hội tiên khởi. Và đến lượt Phao-lô thì chúng ta cũng thấy sau biến cố ngã ngựa thì Phao-lô thấy rằng lòng không có gì có thể đánh đổi lòng yêu mến của ông đối với Chúa. Và thậm chí đến cả cái việc mà chúng ta thấy rằng sự sống và cái chết của ông cũng coi không phải là mình nữa, mà là chính Chúa sống trong mình. Rồi mọi tất cả vinh hoa phú quý ở đời này sánh sao cho được với vinh quang mà Thiên Chúa ban. Hay là thậm chí Phao-lô khi mà ông nghỉ ngơi một chút, ông cũng thấy rất là khó chịu khi mà ông nói rằng khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Và ông đã dùng cả đời mình, tất cả thời gian đời mình để làm chứng cho Chúa, rao giảng tin mừng của Chúa. Và điều này cho chúng ta thấy một cái lòng yêu mến của Thánh Phao-lô thì đã đem hết cái tâm huyết của mình để mà phục vụ Chúa qua anh chị em, và đặc biệt là những anh chị em dân ngoại, đem những anh chị em ấy về cho Chúa. Đó là chính là cái điểm thứ hai mà chúng ta thấy phải yêu mến Chúa bằng cả con người của mình thì chúng ta mới có thể yêu mến anh chị em xung quanh của chúng ta được. Đó chính là điều mà Chúa mong muốn nơi các tông đồ, và cũng mong muốn nơi mỗi người chúng ta là những môn đệ, là những tín hữu của Chúa. Chúng ta có thể nói rất là nhiều về lòng yêu mến Chúa, nhưng điều mong muốn, Chúa mong muốn đó chính là chúng ta hãy thể hiện bằng cả con người của mình. Đó mới là điều mà Chúa mong muốn. Hãy yêu mến Thầy và hãy chăm sóc đoàn chiên của Thầy. Cái điểm thứ ba mà chúng ta có thể thấy cũng liên quan đến cuộc đời mỗi người chúng ta, đó là lời mời gọi của Chúa đối ông Phêrô, hay đối với mỗi người chúng ta cũng vậy: hãy theo Thầy. Đây có lẽ là lời mời gọi mỗi ngày ở trong cuộc sống mà Chúa mời gọi chúng ta, tức là hãy theo Chúa. Hãy theo Chúa không phải là chỉ bước đi theo Chúa, nhưng mà hãy theo Chúa bằng cả con người của Chúa. Đó chính là thể hiện được tất cả những tinh thần, những lời nói, những việc làm mà Chúa đã thực hiện trong đời sống này. Chúa Giêsu ngay từ đầu mời gọi các môn đệ hãy theo Chúa, và đến cuối cùng sau khi phục sinh
vẫn tiếp tục mời gọi các ông như vậy. Hãy theo Thầy bằng cả cuộc đời của mình, theo Thầy bằng tất cả con người của Thầy. Đó là mong muốn cả cuộc đời chúng ta thể hiện được cái tinh thần, giá trị tin mừng hay là những việc làm của Chúa trong đời sống chúng ta. Chúng ta ngày hôm nay mừng Thánh Carolo Loan Ga và các bạn tử đạo. Xin Chúa qua lời chuyển cầu của các ngài, xin cho mỗi người chúng ta cũng có được lòng xác tín như các thánh tử đạo và lòng yêu mến như các thánh tông đồ cũng như các thánh tử đạo, để chúng ta có thể mỗi ngày theo Chúa thật sát và bắt Chúa thật giống như lời mời gọi, như mong ước mà Chúa đã thể hiện nơi mỗi người chúng ta vậy. Amen.